5 vị trí cấm kỵ treo đồng hồ hút cạn tài lộc trong nhà, tiền bạc đội nón ra đi. Quý vị thân mến, trong phong thủy, đồng hồ cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của bạn. Việc treo đồng hồ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến phong thủy nhà ở, chứ không chỉ là treo chỗ nào trong nhà cho dễ xem nhất, tiện lợi nhất. Nếu treo đúng nơi, đúng cách thì ngôi nhà thu hút được nhiều vượng khí, mở đường cho tài lộc tấn tới. Ngược lại, nếu phong thủy treo đồng hồ không phù hợp, gia đình đang vô tình rước xui xẻo vào nhà. Vì thế, mọi người cần chú ý những điều cấm kỵ sau khi treo đồng hồ trong nhà. Vậy có những vị trí cấm kỵ nào tuyệt đối không treo đồng hồ? Quý vị hãy cùng lắng đọng tinh hoa tìm hiểu ngay sau đây. Nhưng trước khi đi tìm hiểu, quý vị đừng quên ủng hộ ban biên tập chương trình bằng cách bấm đăng ký kênh để nhận thông báo về những video mới nhất, quý vị nhé! Thứ nhất, treo đồng hồ trong phòng ngủ. Nếu treo đồng hồ trên đầu giường trong phòng ngủ sẽ đem lại cảm giác hồi hộp gấp gáp khi ngủ, khiến cho cơ thể khó chìm vào giấc ngủ ngon hơn. Nhiều người có thói quen để đồng hồ hoặc báo thức ngay trên tủ đầu giường cũng có thể đem lại ảnh hưởng không tốt vì dễ làm cho bạn căng thẳng giật mình. Đặc biệt là những ai mắc chứng khó ngủ về đêm, bạn sẽ cảm thấy căng thẳng nhiều hơn vì nằm mãi mà vẫn chưa vào được giấc, trong khi tiếng nhịp đồng hồ càng khiến cho bạn thêm hỗn loạn và tự hỏi mình đã trằn trọc được bao lâu rồi. Bên cạnh đó, các chuyên gia phong thủy tin rằng sát khí do kim đồng hồ tạo ra còn ảnh hưởng tới vận may của gia chủ, khiến cho cuộc sống của họ gặp nhiều chuyện không may và mọi việc kém suôn sẻ hơn. Ngoài ra, gia chủ còn dễ suy nghĩ tiêu cực, tạo cảm giác bức bối, khó chịu. Trong phòng ngủ, có hai vị trí kiêng kỵ tuyệt đối không được treo đồng hồ là đầu giường và cuối giường. Thực tế, vị trí đầu giường là nơi không nên treo bất kỳ một vật gì, đặc biệt là những món đồ có yếu tố kim loại. Có rất nhiều cặp đôi không nắm rõ điều này mà vô tình treo ảnh cưới trên đầu giường, khiến cho cuộc sống hôn nhân gặp nhiều trắc trở. Việc đặt đồng hồ đầu giường khiến cho mọi người liên tưởng tới việc đặt tấm bia lên phần mộ là một biểu tượng đối nghịch với trường thọ vĩnh cửu. Chính vì vậy, trong phong thủy nhà ở rất kiêng kỵ đặt đồng hồ ở đầu giường. Vị trí đối diện giường ngủ cũng là khu vực tránh treo đồng hồ vì nó cũng mang ý nghĩa tương tự. Bên cạnh đó, đồng hồ treo tường nên tránh khỏi tầm nhìn của gia chủ để tránh gây căng thẳng cho những ai đang gặp những vấn đề về giấc ngủ. Tuy nhiên, nếu vì một lý do gì đó mà bạn vẫn muốn đặt một chiếc đồng hồ trong phòng ngủ, thì hãy tham khảo cách hóa giải phong thủy sau đây. Thay vì sử dụng các đồng hồ mặt đồng hồ lớn thu hút sự chú ý ngay khi bước chân vào căn phòng, bạn nên sử dụng đồng hồ nhỏ đặt ở bàn làm việc hay là ở táp đầu giường. Loại đồng hồ này không gây tiếng kêu lớn, bên cạnh đó bạn có thể thay đồng hồ truyền thống bằng đồng hồ điện tử. Phòng ngủ là nơi gia đình dành phần lớn thời gian nghỉ ngơi nên khu vực cần tuyệt đối yên bình và thanh tĩnh. Hình vuông đại diện cho sự ổn định, vững bền nên chúng có thể thu hút những nguồn năng lượng tốt giúp gia chủ có được giấc ngủ dài và liền mạch. Bên cạnh đó, nên loại bỏ các loại đồng hồ có các cạnh sắc nhọn vì chúng sẽ gây rối loạn luồng khí di chuyển trong căn phòng và gây bất lợi cho việc nghỉ ngơi. Những vị trí không thu hút sự chú ý của đôi mắt trong căn phòng là vị trí thích hợp để treo đồng hồ. Một số vị trí cần loại bỏ ngay lập tức là đầu giường, cuối giường và cạnh cửa sổ. Vì trong tiếng Trung, từ đồng hồ đồng âm với cái chết. Vì vậy, người ta cho rằng việc nhìn thấy đồng hồ ngay cạnh cửa sổ sẽ gợi lên ý nghĩa về cái chết và như vậy sẽ làm tăng thêm vận xui. Mọi nguồn năng lượng tốt chảy vào ngôi nhà sẽ bị chặn lại. Thứ hai, treo ở vị trí đối diện cửa ra vào. Để tiện cho việc theo dõi thời gian giờ giấc, nhiều gia đình thường treo đồng hồ ở vị trí đối diện cửa ra vào cho dễ trông thấy. Tuy nhiên, vừa vào cửa đã nhìn thấy đồng hồ là một thiết kế vô cùng xấu trong phong thủy. Nguyên nhân là do âm Hán Việt của đồng hồ là trung, đồng âm với tử trung mang ý nghĩa kết thúc, tiễn biệt.
Rất nhiều người cho rằng điều này không cát tường. Lâu dần, mọi người sẽ cảm thấy phiền muộn, bi quan, bất an, ảnh hưởng tới cuộc sống và công việc. Hơn nữa, cửa chính là nơi đón nhận các dòng khí cả tốt lẫn xấu vào nhà. Nếu là sát khí, sẽ gây xung sát bởi đồng hồ trong phong thủy có tác dụng đấu sát. Hai khí này gặp nhau sẽ khiến cho nhà cửa không yên. Còn nếu là khí tốt như tài khí sẽ dễ bị chặn ở ngoài cửa, khiến gia chạch thiếu sinh khí, mọi việc khó hành thông. Vừa vào cửa đã nhìn thấy đồng hồ sẽ khiến mọi người dễ bị phân tâm, mất tập trung. Lâu dần, điều này sẽ ảnh hưởng tới các quyết định của gia chủ. Một khi đưa ra lựa chọn sai lầm sẽ gây phiền toái trong cuộc sống, đánh mất cơ hội. Vị trí cho đồng hồ như vậy khiến vận đào hoa của người trong nhà trở nên rất xấu. Người đã kết hôn sẽ dễ sinh ra lục đục gia đình, thường có cãi vã. Người độc thân khó tìm được một nửa đích thực, dù đang mong đợi rất nhiều vào chuyện tình cảm, nhưng cuối cùng chỉ nhận lấy thất vọng, buồn đau, tổn thương. Cách treo đồng hồ này còn ảnh hưởng tới công danh sự nghiệp của gia chủ. Mọi người không chỉ phải đối mặt với khó khăn trong công việc mà còn gặp trục trặc trong mối quan hệ với các đồng nghiệp. Việc treo đồng hồ ở cửa chính được coi là thiết kế gây phá tài hao của trong phong thủy. Mọi người sẽ dễ phát sinh các khoản chi tiêu không cần thiết, cuộc sống khó khăn, đến lúc hối hận cũng đã muộn. Bên cạnh cửa chính, treo đồng hồ ở phía trên sofa cũng là một cách bài trí phạm kiêng kỵ phong thủy nhà ở. Rất nhiều gia đình lựa chọn cho đồng hồ ở phía trên sofa ngoài phòng khách để lấp đi khoảng trống trên tường. Hành động này vô tình khiến âm thanh tích tắc của đồng hồ quấy nhiễu tinh thần của các thành viên mỗi khi tụ họp, lâu dài sẽ ảnh hưởng tới vận trình và sức khỏe của người ngồi bên dưới. Bởi vậy, treo đồng hồ trong nhà tưởng như là việc đơn giản nhưng cần phải chú ý tới vị trí để gia đình luôn được bình an, may mắn. Cách tốt nhất là nên treo đồng hồ chích về bên trái hoặc bên phải cửa để tránh ảnh hưởng tới tâm trạng của người trong nhà cũng như tổng thể phong thủy của ngôi nhà. Thứ 3. Treo ở vị trí gần cửa sổ. Đồng hồ, đặc biệt là những loại đồng hồ cơ hoặc điện tử, thường được đặt ở một vị trí ổn định và không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng mặt trời trực tiếp. Việc treo đồng hồ gần cửa sổ có thể làm cho nó tiếp xúc với nhiều yếu tố này, ảnh hưởng tới độ chính xác và hiệu suất hoạt động của nó. Ánh sáng mặt trời có thể gây ra các tác động tiêu cực đến các phần bên trong của đồng hồ, như làm mờ hoặc làm phai màu của mặt số, làm giảm tuổi thọ của pin hoặc làm hỏng các linh kiện bên trong. Điều này có thể dẫn tới sự cố hoặc sự không chính xác trong việc đo thời gian. Việc treo đồng hồ gần cửa sổ có thể tạo ra một cảm giác chóng vánh về thời gian, khiến cho mọi người cảm thấy bản thân bị tụt lại phía sau và trở nên hoang mang. Điều này có thể làm tăng cảm giác áp lực và căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày. Bên cạnh đó, vị trí gần cửa sổ thường là một nơi không tiện lợi để tiếp cận khi cần điều chỉnh giờ hoặc thay pin cho đồng hồ. Việc phải leo lên hoặc di chuyển tới vị trí này có thể gây ra rủi ro và không an toàn, đặc biệt là trong những căn phòng có cửa sổ cao hoặc khó tiếp cận. Thứ tư, treo ở trong phòng ăn. Cấm treo đồng hồ trong phòng ăn là một quyết định có lý do đằng sau nó. Điều này không chỉ liên quan tới vấn đề phong thủy mà còn tới mặt tâm linh và tâm lý học. Trong nền văn hóa và tín ngưỡng của nhiều quốc gia, đồng hồ được xem là biểu tượng của thời gian và sự ràng buộc. Khi treo đồng hồ trong phòng ăn, điều này có thể tạo ra một cảm giác áp đặt và gắn kết thời gian với việc ăn uống, gây ra căng thẳng không mong muốn và làm mất đi sự hưởng thụ của bữa ăn. Một lý do chính để không đặt đồng hồ trong phòng ăn là để giữ cho không gian ăn uống trở nên thoải mái và thư giãn. Phòng ăn thường được coi là nơi để thư giãn và tận hưởng bữa ăn cùng gia đình và bạn bè. Việc có một chiếc đồng hồ lớn treo trên tường có thể làm mất đi cảm giác này, khiến cho không gian trở nên căng thẳng hơn. Một quan điểm phong thủy cũng đề cập tới việc không nên treo đồng hồ trong phòng ăn. Theo quan điểm này, đồng hồ không chỉ đơn thuần là một thiết bị để đo thời gian mà còn mang theo một luồng năng lượng.
và việc treo đồng hồ trong phòng ăn có thể làm gián đoạn dòng năng lượng trong không gian đó. Điều này có thể ảnh hưởng tới sự cân bằng năng lượng và tinh thần của không gian ăn, gây ra sự bất ổn và không tốt cho sức khỏe và tình hình tài chính của gia đình. Thêm vào đó, việc treo đồng hồ trong phòng ăn cũng có thể tạo ra một sự áp đặt về thời gian, khiến cho bữa ăn trở nên khó chịu. Khi bạn ngồi xuống để thưởng thức bữa ăn cùng gia đình, bạn muốn thời gian đó là thời gian để tận hưởng và kết nối, chứ không phải là thời gian để căng thẳng về việc phải ăn nhanh để kịp thời gian đã định sẵn. Thứ 5. Vị trí thấp hơn hoặc cao hơn tầm mắt. Theo quan niệm phong thủy, việc đặt đồng hồ trong nhà không chỉ là một vấn đề về thẩm mỹ mà còn ẩn chứa ý nghĩa sâu sắc về năng lượng và vận may của gia đình. Đặc biệt, việc đặt đồng hồ ở vị trí thấp hơn hoặc cao hơn tầm mắt có thể ảnh hưởng tới cân bằng năng lượng và sự đồng đều trong không gian sống. Đầu tiên, nếu đặt đồng hồ ở vị trí thấp hơn tầm mắt, điều này có thể tạo ra một cảm giác trầm lắng và bức bối. Trong phong thủy, vị trí thấp hơn thường được coi là yếu đuối và thiếu quyền lực. Việc đặt đồng hồ ở vị trí này có thể khiến cho năng lượng trong nhà trở nên chậm trễ và mất đi sự động nhất. Mọi người trong gia đình có thể cảm thấy mất niềm tin và động lực, gây ra sự không ổn định và thậm chí làm suy giảm vận may. Ngược lại, đặt đồng hồ ở vị trí cao hơn tầm mắt cũng không phải là lựa chọn tốt. Việc này có thể tạo ra một cảm giác căng thẳng và áp đặt. Đồng hồ ở vị trí cao hơn thường được hiểu là một biểu tượng của sức mạnh và quyền lực, nhưng cũng có thể tạo ra cảm giác áp lực và căng thẳng không cần thiết. Thời gian nên như là một thứ gì đó vượt khỏi tầm kiểm soát, khiến cho mọi người cảm thấy bị áp đặt bởi thời gian và không thể thoải mái. Ngoài ra, việc đặt đồng hồ ở vị trí không phù hợp cũng có thể ảnh hưởng tới sự cân bằng năng lượng trong không gian sống. Theo phong thủy, mỗi không gian trong nhà đều mang một luồng năng lượng riêng. Việc đặt đồng hồ ở vị trí không phù hợp có thể làm gián đoạn luồng năng lượng này. Điều này có thể dẫn tới sự mất cân bằng, làm ảnh hưởng tới tình hình tài chính, sức khỏe và mối quan hệ trong gia đình. Thưa quý vị, phong thủy đồng hồ là một kiến thức cần thiết đối với mỗi gia đình. Hãy tìm hiểu cách treo đồng hồ đúng đắn nhất để không khí gia đình luôn hòa thuận, yên vui. Đồng hồ là một vật dụng rất cần thiết trong mỗi gia đình, gần như gia đình nào cũng có ít nhất 1 đến 2 chiếc. Nhưng đồng hồ, ngoài việc giúp con người ta theo dõi thời gian giờ giấc, còn có ý nghĩa phong thủy của riêng mình. Vì thế, mỗi khi chọn mua đồng hồ, bạn nên chọn một chiếc sao cho phù hợp với phong thủy của nhà mình. Đồng hồ vốn thuộc về vật động, nếu như lựa chọn đồng hồ hình tròn thì sẽ là động càng thêm động, khiến cho các thành viên trong gia đình đứng ngồi không yên, thời gian vợ chồng ở bên nhau cũng trở nên giảm thiểu. Khi treo đồng hồ trong phòng làm việc cần lưu ý, treo đồng hồ hình tròn là thích hợp nhất, nó sẽ khiến cho công việc của người ngồi trong phòng thuận lợi trôi chảy, buôn may bán đắt. Nếu đồng hồ thiết kế theo hình tam giác, lục giác, bát giác, có ý nghĩa khiến người trong phòng dễ bất hòa, lắm thị phi, lắm mâu thuẫn. Đồng hồ hình hộp được cho là hợp phong thủy nhất. Đồng hồ hình dạng này có thể giúp con người có cảm giác yên ổn, may mắn, cũng khiến các thành viên trong gia đình trở nên dung hòa, thân thiết với nhau hơn. Theo phong thủy đời sống, không nên chọn mua những chiếc đồng hồ có kích thước quá to, bởi đồng hồ to khiến cho cảm xúc của con người không bình ổn, dễ rơi vào tình trạng sốt ruột, không an tâm, tạo thành trạng thái tinh thần căng thẳng cho người trong phòng. Có những người thường chạy theo trào lưu mà chọn mua loại đồng hồ cây về nhà. Nếu như diện tích nhà ở không rộng thì chọn loại đồng hồ cây là rất không thích hợp. Một là tiếng chuông đồng hồ vang dễ khiến người trong phòng giật mình sợ hãi, dẫn tới hậu quả là tinh thần sẽ bị hoảng hốt. Hai là phạm vào tội khách át giọng chủ, có nghĩa là người lớn trong nhà không đủ uy nghiêm, trẻ con trong nhà không nghe theo lời dạy bảo. Dựa vào kiến thức phong thủy đồng hồ, ta biết được rằng đồng hồ đại diện cho kim. Vì thế, vị trí treo đồng hồ có thể theo hướng của thành viên thiếu kim nhất trong gia đình. Ví dụ, nếu nam chủ nhân trong nhà là người thiếu kim nhất, thì ta có thể treo đồng hồ ở phía tây bắc của phòng khách.
Nếu nữ chủ nhân là người thiếu kim nhất thì đương nhiên ta nên treo đồng hồ ở hướng Tây Nam. Nếu con trai trưởng thiếu kim, đồng hồ nên treo ở hướng Đông. Con gái lớn thiếu kim, treo đồng hồ ở hướng Nam. Treo đồng hồ theo phong thủy cần nhớ rằng vị trí thích hợp cũng chính là một trong những cách giúp cải thiện vận mệnh cho thành viên trong gia đình. Một điều đáng chú ý nữa là ta không nên treo quá nhiều đồng hồ trong nhà, cho dù là ở phòng khách hay phòng ngủ, ta chỉ nên treo nhiều nhất là một chiếc. Phong thủy đồng hồ khẳng định treo quá nhiều đồng hồ là không tốt, bởi điều này khiến việc không khí trong nhà bất ổn định, lâu ngày người trong gia đình rơi vào trạng thái âu lo không đầu, dễ tự chuốc phiền phức vào người. Nếu có nhu cầu cần nhiều đồng hồ, có thể thay thế đồng hồ treo tường bằng đồng hồ để bàn. Tuyệt đối không tặng đồng hồ làm quà khai trương. Thưa quý vị, không phải ai cũng hiểu ý nghĩa của đồng hồ trong phong thủy. Tuy là vật cát tường may mắn khi xuất hiện trong gia đình, nhưng khi làm quà tặng, bạn phải thật sự hiểu ý nghĩa của nó, tránh xui xẻo do đồng hồ mang lại. Đồng hồ tượng trưng cho dòng chảy thời gian nên có ảnh hưởng lớn tới nguồn lưu thông năng lượng phong thủy trong phòng làm việc. Cả quan niệm truyền thống lẫn hiện đại đều cho rằng đồng hồ rất có ý nghĩa, nó vừa có chức năng bát quái, lại có hiệu ứng vòng phong thủy. Tiếng đồng hồ trong phong thủy có ý nghĩa làm tăng thêm khí năng trong gia đình, tạo cảm giác quy luật và tiết tấu cho cuộc sống gia đình. Bởi vậy, phòng khách mỗi nhà nên treo đồng hồ, nếu là đồng hồ quả lắc kiểu đứng hoặc treo tường thì càng tốt. Thời gian là vàng là bạc. Đó là cụm từ chúng ta đã nghe quen thuộc và đây cũng là lý do nhiều người dùng xem đồng hồ là món quà quý giá để tặng cho người mà họ yêu quý. Tuy nhiên, không thể tùy tiện tặng đồng hồ vì mỗi lứa tuổi, đối tượng, đồng hồ mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Một điều đặc biệt lưu ý rằng, trong kinh doanh, đồng hồ mang ý nghĩa xấu. Vì thế, không nên tặng đồng hồ cho những người kinh doanh buôn bán cũng như làm quà khai trương cửa hàng tân gia. Nếu vô tình được tặng đồng hồ thì bạn tặng họ tiền làm tượng trưng để việc này mang ý nghĩa là bạn mua đồng hồ. Bằng cách này, bạn đã hóa giải những ảnh hưởng xấu do việc đồng hồ mang lại. Nếu một người tặng đồng hồ cho bạn, nghĩa là họ muốn trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của bạn. Tuyệt đối không được tặng đồng hồ cho người lớn tuổi vì nó nhắc nhở họ tới tuổi tác ngày càng cao của mình và còn mang hàm ý không trưởng thọ. Để treo đồng hồ trong phong thủy nhà ở thì có một số lưu ý sau. Không được treo đồng hồ ngay trên ghế sofa của phòng họp hoặc phòng chờ tiếp khách vì như thế sẽ tạo áp lực cho người ngồi phía bên dưới. Nếu ai thường xuyên ngồi ở vị trí đó sẽ gặp trục trặc về vấn đề sức khỏe. Không nên treo đồng hồ ở đầu giường hay đối diện giường ngủ vì nó sẽ tạo ra không khí ảm đạm, buồn bã. Mặt đồng hồ nên để quay ra cửa và ban công, không nên quay vào trong nhà. Tránh treo đồng hồ hướng vào những thứ giống với hình dáng của nó hoặc hình bát quái, điều này sẽ khiến tinh thần của gia chủ bị ức chế và bực bội. Những loại đồng hồ có nhiều góc nhọn trông bắt mắt nhưng không hợp với phong thủy sẽ gây bất lợi và rối loạn luồng khí tốt khi di chuyển vào nhà. Nếu cho đồng hồ ở vị trí quá cao sẽ khiến cho bạn phải ngửa cổ lên mới nhìn thấy, tạo cảm giác mất cân bằng và khó kiểm soát được thời gian. Treo đồng hồ đúng phong thủy là ở vị trí ngang tầm mắt, nó sẽ giúp bạn thoải mái hơn khi xem giờ và quản lý thời gian. Đồng hồ là đại diện cho thiên, trời, vì vậy nếu có quá nhiều đồng hồ sẽ khiến cho môi trường không ổn định. Trong nhà chỉ nên có từ 1 tới 3 chiếc đồng hồ, tùy diện tích. Nếu mỗi phòng đều cần có đồng hồ thì chỉ bày một chiếc nhỏ để bàn và một chiếc đồng hồ chính to ở phòng khách. Tùy chất liệu của đồng hồ mà chọn vị trí treo cho phù hợp. Nếu đồng hồ làm bằng kim loại thì nên đặt ở hướng Tây hoặc Tây Bắc, còn làm bằng gỗ sẽ phải bài trí ở góc Đông hoặc Đông Nam. Có thể treo đồng hồ phong thủy theo tứ tượng, bốn thánh thú trong các chòm sao Trung Hoa cổ đại. Nên treo ở hướng Chu Tước hướng Nam và Thanh Long hướng Đông để mang lại sự thuận lợi và may mắn trong công việc.
Vì đồng hồ mang tính chất chuyển động nên không phù hợp khi treo ở các hướng Bạch Hổ hướng Tây và Huyền Vũ hướng Bắc, vì đây là hai hướng cần yên tĩnh chứ không phải cần sự vận động mạnh. Trong khi đó, đồng hồ là biểu tượng của sự vận động. Đồng hồ trong phong thủy có hình tròn phù hợp cho phòng khách, vì đồng hồ hình tròn tượng trưng cho sự lương thiện, hòa đồng, ổn định và sự trung thành. Đồng hồ hình vuông, phòng ngủ cần năng lượng âm yên tĩnh và thanh bình, nên đồng hồ vuông rất phù hợp. Đồng hồ vuông tượng trưng cho thái độ sống nghiêm túc, làm việc theo kế hoạch rõ ràng và thúc đẩy khả năng lãnh đạo tiềm ẩn. Hình vuông đại diện cho sự vững chãi, ổn định, nên có thể tạo ra những luồng năng lượng ổn định. Đồng hồ hình quả lê phù hợp cho gia chủ muốn xây dựng các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Đồng hồ hình trái tim biểu trưng cho đời sống tình cảm và sức tưởng tượng phong phú. Đồng hồ hình trái xoan tượng trưng cho cá tính mạnh mẽ, có nghị lực kiên cường. Đồng hồ hình trái ô liu mang ý nghĩa của sự năng động, sáng suốt và thích theo đuổi sự hoàn mỹ. Đồng hồ hình giọt nước tượng trưng cho sự nỗ lực và chăm chỉ làm việc, có trí tiến thủ, khả năng thích ứng hoàn cảnh tốt. Số lượng đồng hồ treo tường cũng nên có sự cân đối và phù hợp trong phong thủy. Gia chủ cần lưu ý một số điều sau về số lượng. Không treo hai đồng hồ ở cùng một phòng. Việc này sẽ khiến gia chủ có cảm giác bồn chồn, lo lắng, gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Đồng thời, việc này sẽ tạo nên một sự bất hợp lý trong bố cục của ngôi nhà. Không nên treo quá nhiều đồng hồ trong nhà. Đồng hồ được xem là đại diện cho mặt trời, nên nếu trong cùng một không gian mà bạn treo quá nhiều đồng hồ sẽ khiến gia chủ gặp điều xấu, giảm đi sự may mắn, tài lộc của ngôi nhà. Không nên treo đồng hồ có kích thước lớn. Chọn những loại đồng hồ có kích thước phù hợp với không gian nhà ở sẽ giúp ngôi nhà được lưu thông thoáng đãng. Lưu ý hướng treo phù hợp. Theo phong thủy, phương Chu Tước phía trước, Thanh Long phía bên trái trong phòng khách được coi là may mắn thích hợp để treo đồng hồ, còn phía Bạch Hổ bên phải, Huyền Vũ phía sau thì nên hạn chế vì phía này thích tĩnh không thích động mà đồng hồ lại chuyển động không ngừng. Nên để đồng hồ hướng ra phía ngoài hoặc ban công chứ tuyệt đối không treo theo hướng ngược vào trong nhà vì sẽ làm đảo ngược quỹ đạo của ngôi nhà bạn. Nếu muốn treo trong phòng làm việc thì nên tránh vị trí bức tường phía trên bàn làm việc. Các vị trí còn lại có thể treo vì nó không mang lại ảnh hưởng xấu gì cho gia đình. Nếu đồng hồ bị hỏng hoặc vỡ thì không nên tiếp tục sử dụng vì chúng đại diện cho sự tụt lùi và điểm xui xẻo. Kỵ treo đồng hồ đã hết pin, không hoạt động nữa vì chiếc kim của đồng hồ treo tường luôn di chuyển tuần hoàn, liên tục, đều đặn và không ngừng. Nó đại biểu cho một phần sức sống của ngôi nhà, giúp gia tăng thêm phúc lộc, sinh khí tốt lành. Vì vậy, khi đồng hồ đã hết pin hoặc bị trục trặc thì nên tìm cách khắc phục ngay lập tức. Vậy phong thủy là gì? Nguồn gốc phong thủy có từ đâu? Quý vị có chung thắc mắc với tôi không? Quý vị ạ, có rất nhiều người khi xây nhà hay đơn giản là mua sắm các vật dụng treo để trong nhà đều phải nói, phải lựa chọn cho hợp phong thủy. Vậy phong thủy là gì? Nguồn gốc phong thủy có từ đâu? Nghe có vẻ huyền bí và còn nhiều điểm chưa rõ ràng, thống nhất. Song phong thủy lại rất thực tế và gần gũi với đời sống của con người. Theo từ điển Hán Việt, khi tách hai chữ phong thủy ra thì phong là gió, tức chỉ hiện tượng không khí chuyển động. Thủy là nước, tượng trưng cho địa thế. Do đó, phần lớn quan niệm về phong thủy chính là học thuyết chuyên nghiên cứu về sự ảnh hưởng của hướng gió, hướng khí đến đời sống phúc họa của con người. Về cơ bản, phong thủy là một hệ thống dựa trên sự quan sát rất kỹ các vật thể, sức mạnh của thiên nhiên, gồm có trời, thời gian, đất, không gian bên trong và bên ngoài, và khí của các yếu tố tương tác với nhau như thế nào. Nhiệm vụ của phong thủy là làm cân bằng các yếu tố này. Khi đạt được sự cân bằng thì có thể có sức khỏe, tài lộc và các mối quan hệ tốt hơn, mang lại cho bạn sự thúc đẩy và động lực để đi tới thành công. Phong thủy không phải là những yếu tố đơn lẻ mà nó tổng hợp các yếu tố về địa hình, địa thế xung quanh nhà ở, thôn xóm, thành phố, mồ mả, hướng gió, nguồn nước cùng với tọa hướng, hình dạng, bố cục, không gian xây dựng.
phong thủy còn liên quan đến tài vận, cát hung, họa phúc, thọ yểu của gia chủ. Khi gặp gió ắt tán, gặp nước chặn ắt dựng. Và làm thế nào để cho khí tụ chứ không tán, nước chảy chứ không tán chính là mục đích của phong thủy. Nói đến phong thủy là nói đến việc tìm kiếm và chọn lựa nơi trú ngụ hoặc mai táng, cát tường phú quý, phúc thọ bình yên. Tức là thuật phong thủy giống như mọi ngành khoa học kỹ thuật cổ truyền khác ở Á Đông. Thuật phong thủy cũng dựa vào dịch ly số, thuyết âm dương ngũ hành. Trong phong thủy được chia ra làm hai lĩnh vực, âm trạch và dương trạch. Âm trạch là gì? Âm trạch chính là đất dùng để chôn người mất, còn gọi là mồ mả. Trong phong thủy cho rằng nếu người mất được chôn ở nơi đất có phong thủy tốt thì sẽ truyền được phúc đức cho con cháu đời sau. Dương trạch là gì? Dương trạch là đất được dùng vào mục đích xây nhà cửa, đình chùa, miếu, thôn xóm, làng mạc, thị trấn, thành phố. Theo phong thủy, dương trạch phải hài hòa với thiên nhiên đất trời, nơi có môi trường tốt đẹp mới làm cho con người thấy vui tươi, mạnh khỏe, hạnh phúc. Dương trạch tốt tức là môi trường tốt. Người xưa quan niệm, số mệnh của một con người không chỉ phụ thuộc vào bản thân người đó, giờ, ngày, tháng, năm sinh, mà còn chịu ảnh hưởng của âm phần và dương phần. Phong thủy có vai trò rất to lớn, tuy nhiên nó chỉ hỗ trợ và có tác dụng cải biến, chứ không thể làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh. Nó là nhân tố quyết định sự thành bại. Nếu phong thủy tốt, sẽ giúp giảm thiểu được tai họa khi vào vận xấu, giúp tăng sự thành công và may mắn khi vào vận tốt. Xét về nguyên lý cơ bản, thì phong thủy âm trạch và dương trạch có nhiều điểm tương đồng. Ở khía cạnh mộ phần của người mất và nhà ở của người sống thì âm dương cách biệt, không giống nhau. Vì thế, kỹ thuật ứng dụng trong âm trạch và dương trạch cũng khác nhau. Trong phong thủy, người ta chia ra làm hai phái chính, phái hình thế và phái lý pháp. Phái hình thế. Trường phái hình thế do Dương Quân Tùng đời Đường khởi xướng. Phái hình thế còn được gọi là phái loan đầu vì học thuyết này chú trọng hình dạng của núi sông. Thuyết này về sau hình thành nên lý luận hình pháp. Lý luận của phái hình thế là chú trọng quan sát giới tự nhiên, tiến hành tổng kết quy nạp rất nhiều hình thế sông núi, kết tinh nhiều kinh nghiệm hợp lý. Thuyết lấy âm trạch làm chủ, dương trạch thường mượn dùng các thuyết của âm trạch, song vẫn chú trọng tới hình dáng của nhà ở và sự phối hợp về hình thức không gian. Phái lý pháp. Phái lý pháp còn gọi là lý khí hay là phái phúc kiến. Thuyết khởi đầu sớm nhất ở Mân Trung Phúc Kiến đến Vương Cấp thời nhà Nam Tống thì rất thịnh hành. Trường phái lấy la bàn làm công cụ chính, căn cứ vào nguyên lý của âm dương, ngũ hành, bát quái, cửu tinh, hà lạc mà tính toán. Nhấn mạnh âm sơn âm hướng, dương sơn dương hướng để xác định quan hệ sinh khắc, phán đoán cát hung. Chủ yếu sử dụng cách phán đoán chủ tượng là chính, chứ không để tâm nhiều tới hình dáng cụ thể của nhà, đất, sông, núi. Thuyết này về sau phát triển thành học thuyết lý pháp. Thực tế, cho tới ngày nay, vẫn chưa có một tài liệu nào nói được chính xác ai là người đã sáng tạo ra phong thủy. Ngay cả khoảng thời gian mà khoa phong thủy xuất hiện cũng chưa có một câu trả lời chính xác. Tất cả chỉ là những phỏng đoán theo tiến trình lịch sử của Trung Hoa mà nơi này đã hình thành khoa phong thủy. Truyền rằng, thuật phong thủy hình thành rất sớm, ngay từ thời thượng cổ, con người đã chú ý tới những ảnh hưởng của tự nhiên đối với đời sống của mình nên đã tiến hành lựa chọn có chủ đích. Nguyên sơ của phong thủy chính là những kinh nghiệm về sinh hoạt như khoét đá, đào hang, làm nhà. Từ cuộc sống thực tế và sự khắc nghiệt của thiên nhiên mà con người đã biết chọn những vị trí cư trú, có núi non che chở, bao bọc, lại gần nguồn nước sông ngòi. Ở thời sơ kỳ, con người chọn đất làm nhà chủ yếu là muốn an toàn nên thường chọn nơi đất cao ráo vì sợ lũ lụt hoặc thú dữ tấn công. Để tránh mưa to, gió lớn, người ta dần dần biết cách chọn vùng đất hướng về mặt trời, khuất gió. Những người nghiên cứu về phong thủy nghĩ rằng, Lão Tử, vị giáo chủ của đạo Lão, là người đã góp phần không ít về khoa phong thủy. Bởi dựa vào kinh dịch Lão Tử cho rằng, phong thủy xuất hiện cách đây khoảng 600 năm trước công nguyên. Người thứ hai là Hồng Phạm thời Hán, ông đã lập ra hệ phái cửu tinh bát môn dựa vào những chòm sao có thật trên bầu trời.
Trong suốt thời gian Tam Quốc phân tranh, thì chính Khổng Minh Gia Cát Lượng là người đã áp dụng những nguyên tắc cơ bản trong phong thủy trong việc binh bị, lập doanh trại, địa thế đóng quân. Sau đó, khoảng năm 618 sau Công Nguyên đã xuất hiện nhiều nhà phong thủy nổi tiếng, có công trong việc hoàn chỉnh và phổ biến sâu rộng khoa phong thủy trong nhân gian. Mối quan hệ giữa nhà ở và mộ mả với cát hung họa phúc của con người trở nên rất mật thiết, đồng thời xuất hiện những người chuyên thực hiện hoạt động phong thủy. Tại Việt Nam, phong thủy có từ thời vua Hùng, các cung điện điện thờ đều được xây dựng với những nét tương đồng về phong thủy. Đặc biệt trong các đền thờ còn có bàn thờ tôn vinh nền phong thủy của người Việt cổ. Trong lịch sử phát triển, thuật phong thủy hình thành nên nhiều trường phái khác nhau. Mỗi trường phái có phương pháp lý luận và ứng dụng riêng, dựa trên những suy luận khác biệt nhau, thậm chí đối lập nhau. Cho tới ngày nay, dù ở phương Tây hay là phương Đông, khi xây dựng nhà ở hay treo những vật dụng trong nhà, người ta vẫn thường quan tâm tới những vị trí hợp với môi trường địa lý xung quanh địa bàn để có thể lợi về thẩm mỹ, lợi về sinh hoạt. Phong thủy cho tới hiện tại vẫn còn nhiều điều bí ẩn đối với con người. Tuy nhiên trong thực tế, phong thủy luôn song hành với chúng ta trong đời sống hàng ngày, dù có huyền bí nhưng lại rất thực tế và gần gũi. Nguồn gốc lịch sử của phong thủy xuất hiện khi nào? Cho tới nay, chưa có một ai thực sự biết nguồn gốc lịch sử của phong thủy ra đời từ khi nào. Nhiều nhà nghiên cứu và thực hành phong thủy cho rằng nó đã xuất hiện từ hơn 6.000 năm nay. Tuy nhiên, một số người khác lại cho rằng phong thủy chỉ có tuổi thọ khoảng hơn 2.000 năm. Nơi sinh ra của phong thủy được cho là ở vùng núi phía tây nam của Trung Quốc. Nguồn gốc lịch sử của phong thủy đã bị mất tích và không còn ghi chép gì trong lịch sử nhân loại. Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu phong thủy cho rằng loại nghệ thuật này có từ trước khi con người có chữ viết. Nhiều nghiên cứu khoa học và khám phá cổ đại đã chứng minh nhận định trên là đúng. Đã có rất nhiều biểu tượng phong thủy được phát hiện tại các địa điểm khai quật có thể xác định niên đại. Những cổ vật phong thủy đầu tiên được khai quật và tìm thấy vào năm 1988. Ban đầu, các nhà khảo cổ học đã tỏ ra vô cùng bất ngờ khi tìm được kho báu của các chòm sao hổ và rồng làm từ khảm. Ngoài ra, còn phát hiện được trong các lăng mộ các đồ vật hình tròn trời, hình vuông đất. Khi xác định vị trí chôn cất, các nhà khoa học đã tìm thấy khởi đầu của phong thủy từ triều đại Zhao khoảng năm 1122 trước Công Nguyên. Tại các vị trí của ngôi mộ xuất hiện biểu tượng phong thủy bảo vệ chi và hỗ trợ những người đã mất. Một số học giả cho rằng, trong hệ thống tín ngưỡng cổ xưa gồm đạo giáo, nho giáo, Phật giáo, nhìn chung đều có sự hiện diện của động vật và các biểu tượng phong thủy. Khi các nguyên tắc phong thủy được xác định, chúng bao gồm từ thời nhà Chu, tức là vào khoảng năm 1046 tới năm 256 trước Công Nguyên. Cụ thể, phong thủy được tạo ra sau khi Tần Thủy Hoàng đốt văn tịch cổ và nỗ lực thống nhất đất nước Trung Quốc. Trường phái phong thủy thời nhà Đường. Đây là thời kỳ đầu các nguyên tắc phong thủy có sự kết nối với nhau trong trường cảnh, tên gọi khác của trường mẫu. Nhiệm vụ của hình thức phong thủy sơ khai này là tìm các địa điểm tốt để bảo vệ con người. Trường mẫu có quan niệm phong thủy rằng tất cả mọi thứ từ hòn đá nhỏ tới cả ngọn núi hùng vĩ đều có sự sống. Chúng có sức mạnh hủy diệt và đang bị buộc tội. Các nhà phong thủy thời đó đã cố gắng xây dựng cấu trúc hài hòa cùng với vũ trụ. Những cấu trúc hài hòa mà hài hòa được với trường năng lượng vũ trụ thì sẽ được hưởng lợi nhiều. Trong đó, vùng đất xung quanh nhà hoặc nơi làm việc sẽ được phân tích và xác định năng lượng âm dương. Các lùm cây cối, sông hồ, suối và thung lũng tạo cơ sở xác định vị trí xây dựng nhà ở và công trình phù hợp. Ngoài ra, kích thước thời gian được dùng để xác định âm hưởng phát ra từ vũ trụ. Phong thủy trường La Bàn thời nhà Tống. Năm 960 sau Công Nguyên, nhà Tống lên nắm quyền tại Trung Quốc. Khi đó, Quang Trinh đã bổ sung thêm các nguyên tắc thực hành phong thủy, từ đó hình thành trường La Bàn và các giáo lý phong thủy của ông trở thành kinh điển. Trường phái này phát triển mạnh nhất ở vùng Đông Nam Trung Quốc. Đây là trường phái phong thủy có cách tiếp cận khoa học và mới mẻ hơn so với trường mẫu.
Thời kỳ này, các hướng của la bàn, số học, toán học bắt đầu được vận dụng. Đồng thời, các bát quái cũng được ứng dụng để phân tích năng lượng trong không gian. Phong thủy thời nhà Minh, Thanh. Trong thời đại nhà Minh và Thanh, từ năm 1368 tới năm 1911, phong thủy tiếp tục phổ biến. Đến khi nhà Thanh sụp đổ thì nó bị chính phủ Trung Quốc cấm thực hành phong thủy. Mặc dù vậy, nhiều người vẫn tiếp tục thực hiện môn nghệ thuật của họ. Nhiều bậc thầy về phong thủy quyết tâm di cư tìm kiếm sự an toàn. Họ đến Hồng Kông, Đài Loan, London, Singapore, Vancouver tái định cư. Khi được tiếp xúc với văn hóa phương Tây, phong thủy tiếp tục phát triển lên một tầm cao mới. Phong thủy thời hiện đại. Hiện nay, việc thực hành phong thủy phổ biến trên khắp hành tinh với hàng triệu người thực hành. Chính phủ Trung Quốc cũng đã nới lỏng sự cấm đoán. Như vậy, phong thủy dần được chấp nhận trên quê hương của nó. Như vậy, hiện nay đang tồn tại hai loại hình phong thủy chính, đó là cổ điển và phương Tây. Phong thủy cổ điển bao gồm hai trường phái chính là trường Mẫu và trường La Bàn. Chúng có sự pha trộn lẫn nhau và có sự kết nối với khoa học, toán học. Phong thủy phương Tây, nó còn có tên gọi khác là phong thủy Phật giáo Mật Tông Mũ Đen. Loại hình này ra đời năm 1970 và không được công nhận hoàn toàn. Phong thủy Phật giáo Mật Tông đã từ bỏ công thức toán học trong thực hành. Vậy trong đời sống hiện đại thì phong thủy được ứng dụng như thế nào? Thời gian gần đây, trào lưu ứng dụng phong thủy trong các thiết kế về nhà ở dân dụng cũng như các cơ sở sản xuất kinh doanh dường như đang trở thành một xu hướng rất thịnh hành. Người ta ứng dụng phong thủy trong mọi lĩnh vực, từ việc xây dựng nhà cửa, tu tạo lăng mộ đến xây dựng các xưởng sản xuất và các cơ quan hành chính. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người chưa hiểu hết được những giá trị cốt lõi bên trong những ứng dụng phong thủy trong đời sống hiện đại ngày nay. Phong thủy theo cách hiểu phổ biến là một bộ môn khoa học phương Đông, nghiên cứu về sự ảnh hưởng của môi trường, cảnh quan thiên nhiên, ảnh hưởng của các yếu tố địa lý xung quanh nhà ở đến cuộc sống của con người. Phong thủy không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng mà nó bắt nguồn từ ngay trong thực tiễn cuộc sống từ hàng ngàn năm trước. Từ thời thượng cổ, do nhu cầu sinh tồn và sự khắc nghiệt của thiên nhiên mà con người ngay từ khi ra đời đã biết chọn những vị trí cư trú có núi non che chở, bao bọc, lại gần sông ngòi, nguồn nước. Như vậy, có thể nói, phong thủy đã tồn tại song hành với lịch sử phát triển hàng nghìn năm trước. Theo thời gian cùng với những chiêm nghiệm thực tế, người ta đã bắt đầu gạt bỏ những gì không hợp lý, phát huy những gì đúng đắn nhất trong thuật phong thủy. Ngoài ra, phong thủy đã được coi là một đối tượng nghiên cứu khoa học, hoàn toàn không mang tính tín ngưỡng hoặc mê tín dị đoan. Đây là hệ quả của một tri thức nghiên cứu về các quy luật tương tác của thiên nhiên, môi trường và là phương pháp chỉnh sửa những hiệu ứng tương tác của môi trường lên cuộc sống của con người. Bước sang thời hiện đại, với sự phát triển của nền khoa học kỹ thuật phương Tây, phong thủy vẫn không mất đi vị thế mà còn thể hiện được tính ưu việt của mình trên nhiều phương diện. Và điều quan trọng là những nguyên lý của phong thủy hoàn toàn không mâu thuẫn với những bộ môn khoa học hiện đại của phương Tây. Nếu như dưới góc độ của người được đào tạo chuyên môn về kiến trúc, thì để có được một công trình kiến trúc tồn tại được lâu thì nó phải đảm bảo được ít nhất hai yếu tố: tính thẩm mỹ của công trình và phải đạt mặt hợp lý của công năng sử dụng, tức là phải đẹp, hài hòa và phải hợp lý trong quá trình sử dụng. Còn với góc độ phong thủy, một công trình muốn được tồn tại lâu thì cần phải cân bằng âm dương và ngũ hành, phải đạt tới mức độ chuẩn mực. Điều này cũng bao hàm cả yếu tố thẩm mỹ và tính hài hòa cân đối. Sự phối hợp về màu sắc, kiểu dáng, chất liệu tạo nên tính thẩm mỹ cho công trình cùng với việc tạo sự hài hòa trong bố cục kiến trúc hiện đại cũng chính là quan điểm của phong thủy với khái niệm hài hòa âm dương và tính tương sinh trong ngũ hành. Ngoài ra, thuyết âm dương ngũ hành còn được ứng dụng trong Đông y. Đông y quan niệm rằng khi con người được sự cân bằng âm dương, ngũ hành điều hòa sẽ giúp cho sức khỏe dồi dào, tâm sinh lý ổn định. Trong môn vật lý kiến trúc có nghiên cứu về sự vận động của gió trong nhà. Theo môn này thì không nên để các cửa thẳng hàng nhau sẽ kém thông thoáng, vi khuẩn yếm khí dễ phát sinh. Thì trong phong thủy cũng có lời khuyên tương tự rằng nếu để ba cửa đối nhau dễ phát sinh tai họa.
những tỷ lệ vàng trong kiến trúc Tây Phương cũng có những nét tương đồng trong phương pháp ứng của huyền không học. Phong thủy tương đồng với khoa học hiện đại Tây Phương và chúng ta hãy nhìn nhận nó dưới góc độ khoa học. Ví dụ, trong phong thủy thường đặt thủy trước công trình, minh đường tụ thủy, thì với kiến trúc hiện đại, việc đặt hồ nước xen lẫn công trình cũng là điều được khuyến khích. Bởi ngoài việc tạo điểm nhấn sinh động, giúp tăng không gian, tăng độ bề thế của công trình nước, còn cung cấp thêm các ion âm có lợi cho sức khỏe, đồng thời những khu vực nào có hồ nước sẽ giúp điều tiết được khí hậu. Ngoài ra, sắp xếp đồ đạc trong nhà gọn gàng ngăn nắp sẽ tạo tính thẩm mỹ cho không gian, kiến trúc ngôi nhà. Không những vậy, các vật dụng trong nhà còn ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe, tâm lý của các thành viên trong gia đình. Do đó, sắp xếp đồ đạc trong nhà, đặc biệt là các đồ vật thờ cúng, hộp phong thủy, luôn được nhiều người quan tâm, bởi điều đó sẽ ảnh hưởng tới tài lộc của gia đình. Quý vị thân mến, đồng hồ tượng trưng cho dòng chảy thời gian nên có ảnh hưởng lớn tới nguồn lưu thông năng lượng phong thủy trong phòng làm việc. Treo đồng hồ đúng phong thủy sẽ mang lại nhiều lợi ích cho công việc và sự nghiệp của bạn. Video trên đây là toàn bộ thông tin liên quan tới vị trí treo đồng hồ trong phong thủy và những lưu ý quan trọng dành cho gia chủ cũng như ý nghĩa nguồn gốc của phong thủy từ xa xưa. Hy vọng những ai xem được video này đều bình an, hạnh phúc trong cuộc sống. 5 loại cây đuổi sạch nghèo khổ, đặt đâu giàu đấy, kêu gọi tài lộc tiền bạc về cho gia chủ. Quý vị thân mến, có nhiều người rất thích trồng các loại cây, đặc biệt là cây phong thủy. Ngoài lợi ích lọc không khí, phủ mát một màu xanh ngát cho không gian xung quanh, thì còn có tác dụng mang đến sự bình an, tinh thần phấn chấn và may mắn cho gia chủ. Thế nhưng, việc trồng cây phong thủy không phải là quá trình đơn giản vì không phải loại cây nào cũng dễ trồng và dễ sống. Cũng như nhiều người không hiểu hết ý nghĩa của những loại cây mà trồng sai cách, mua sai loại, dẫn tới rước họa vào thân, nghèo khổ ba đời, xui rủi cứ thế un kéo vào nhà. Nhưng ngược lại, nếu được trồng đúng cách, mua đúng loại cây, gia chủ cứ ngồi yên thì tiền vàng tự động kéo đến, giàu sang phú quý ba đời không hết. Vậy đó là những loại cây nào, nên đặt cây ở đâu để gia chủ rước lộc vào nhà? Quý vị hãy cùng lắng đọng tinh hoa, lắng nghe và đi sâu vào tìm hiểu ngay sau đây. Thứ nhất, cây vạn niên thanh. Vạn niên thanh là loại cây thân thảo có rễ chùm ngắn và mập. Lá cây đặc biệt với màu trắng gần gân lá, nổi bật trên nền xanh của lá. Lá mềm xanh quanh năm, khi bẹ lá rụng để lại một vòng xung quanh thân cây. Cây sống lâu năm, thân khá cứng và xuất hiện nhiều vòng. Cây trồng văn phòng thường có chiều cao từ 40-100cm. Cây để bàn thì có chiều cao khoảng 15-35cm. Cây vạn niên thanh hay còn được gọi là cây trầu bà là loại cây được trồng rất nhiều tại khu vực Đông Nam Á vì có khả năng hút khí độc, thanh lọc không khí, mang tới tài lộc. Lá của vạn niên thanh có hình trái tim sáng bóng và xanh mướt. Theo phong thủy, nếu trồng loại cây này trước nhà sẽ mang lại hạnh phúc, may mắn và thịnh vượng đến cho gia chủ. Đây là loại cây được người dân ưa chuộng thời gian gần đây bởi năng lượng tích cực của nó mang đến cho gia đình, giảm bớt sự căng thẳng và lấy lại sự bình tĩnh. Bên cạnh đó, vạn niên thanh cũng là một trong những cây cảnh mang lại ý nghĩa phong thủy tốt nhất. Không chỉ đem lại nhiều tác dụng hữu ích, cây còn mang lại một ý nghĩa to lớn về mặt phong thủy. Trồng cây vạn niên thanh giúp mang lại may mắn, thịnh vượng, tài lộc và may mắn cho gia chủ. Sở hữu một chậu vạn niên thanh còn giúp gia đình êm ấm, hạnh phúc. Đây là loại cây yêu thích được gửi tặng trong những dịp lễ lớn như mừng tân gia, khai trương, khánh thành năm mới như một lời cầu chúc may mắn. Vạn niên thanh đặt trong phòng làm việc vừa lọc không khí lại vừa hóa giải những luồng sát khí, đặc biệt là kích hoạt, thúc đẩy sao tứ lục, chủ về thi cử sẽ mang tới nhiều may mắn, thịnh vượng và cát tường. Người tuổi Thìn sở hữu cây vạn niên thanh được ví như rồng gặp mây. Tại sao lại nói như vậy? Vạn niên thanh có thể hóa giải những sát khí, mang tới sự may mắn, sung túc và cát tường cho người tuổi Thìn.
Sức sống mãnh liệt của cây còn tượng trưng cho ý chí không ngừng vươn lên của người tuổi Thìn. Nên đặt một chậu vạn niên thanh ở hướng đông nam trong nhà hoặc trên bàn làm việc để đem lại thuận lợi, may mắn và cát tường. Theo các nhà phong thủy, cây vạn niên thanh hợp với hầu hết các mệnh trong ngũ hành tương sinh. Cây có đặc trưng là trắng và xanh lá cây nên đặc biệt là người mệnh kim và mệnh thủy. Những người tuổi này trồng chúng sẽ gặp được nhiều điềm lành, tránh điểm dữ. Con đường công danh sự nghiệp cũng ngày càng đi lên. Hơn nữa, trong lá và nhựa cây vạn niên thanh có chứa một lượng chất độc nhẹ gây ngứa, đau rát nếu bị dính phải. Nếu không may bị dính thì bạn nhanh chóng rửa sạch bằng nước ấm hoặc nước muối loãng, tuyệt đối không được dùng tay gãi hoặc cào. Trường hợp nặng thì cần nhanh chóng vào viện và gặp bác sĩ để được tư vấn và xử lý kịp thời. Khi trồng loại cây này, bạn cần chú ý đặt cây ở nơi an toàn để tránh trẻ nhỏ và thú cưng nuốt phải. Đồng thời, khi chăm sóc hoặc thay chậu để an toàn thì bạn nên sử dụng găng tay để bảo vệ. Thứ 2. Thiết mộc lan. Cây thiết mộc lan hay còn gọi là cây phát tài, cây phất dụ thơm. Cây có hoa trắng và mùi thơm nhẹ nhàng. Không chỉ giúp nhà bạn hương sắc ngọt ngào mà cây thiết mộc lan còn có tác dụng thanh lọc không khí rất tốt. Cây có thể lọc bỏ các độc tố gây ô nhiễm không khí, mang tới không gian thoáng đãng trong lành và duy trì sức khỏe cho các thành viên. Trong phong thủy, thiết mộc lan cũng là loại cây được cho là mang tới may mắn cho gia chủ về tài lộc và tiền bạc. Người ta thường trồng cây thiết mộc lan làm cảnh ở ngoài vườn, trong nhà hoặc tại cơ quan nhằm tạo ra môi trường trong lành, xanh mát và trang trí cho cảnh quan thêm đẹp. Ngoài những công dụng đơn thuần trên, cây thiết mộc lan còn đem lại không gian phong thủy cực kỳ tốt cho gia chủ. Cây có đặc tính nổi bật là sẽ đâm chồi lá mới tại những vị trí nhánh, thân cây bị cắt. Chính những chồi cây nhánh mới ra này tượng trưng như lộc mới hay là điều may mắn, cơ hội phát tài sẽ đến với người trồng trong thời gian sắp tới. Cây cũng được gọi là cây phát tài vì lẽ đó. Khi mua cây thiết mộc lan, người ta thường tính theo số cành hoặc chậu. Ví dụ, hai cành thì tượng trưng cho sự vẹn tròn may mắn trong tình yêu, ba cành tượng trưng cho hạnh phúc, hai cành đại diện cho sức khỏe, tám cành cho phát tài phát lộc, còn chín cành thì lại là hạnh phúc viên mãn, tài lộc dồi dào, thời vận tốt đẹp đối với gia chủ. Chính vì thế mà khi mua thiết mộc lan về trồng, bạn có thể dựa theo những ý nghĩa này mà chọn số lượng tùy vào mong muốn, ước nguyện của bản thân. Cây thiết mộc lan có ý nghĩa trong phong thủy nhà ở này, tươi tốt quanh năm. Bản thân màu xanh mướt của cây đã đại diện cho hành mộc. Do đó, những người thuộc mệnh mộc rất thích hợp để trồng cây thiết mộc lan. Năng động, hướng ngoại, giàu lòng vị tha và yêu thiên nhiên là những đặc điểm tính cách của người mệnh mộc. Để gia tăng vận khí, tài lộc cho bản thân, họ có thể trồng cây cảnh này cùng với một số loại cây có sắc xanh khác ở trong nhà. Đồng thời, trong ngũ hành tương sinh, mộc sinh hỏa nên màu xanh hay là cây phong thủy này có thể trở thành lựa chọn của người mệnh hỏa nếu họ thích trồng. Nếu trồng cây thiết mộc lan có thể xua tan những điểm rủi và có nhiều cơ hội thăng tiến hơn trong công việc cũng như cuộc sống hiện tại. Hướng tốt nhất để đặt cây là hướng đông hoặc nam của căn nhà. Thứ 3. Cây kim tiền. Cây kim tiền là loại cây khóm bụi, lá xanh mướt có sức sống mãnh liệt, dễ chăm sóc nên rất phù hợp để trồng trong nhà hay văn phòng. Đây cũng là loại cây có tác dụng cung cấp oxy, thanh lọc không khí, phủ xanh không gian sống, giúp căn nhà trở nên thoáng đãng, chan hòa với thiên nhiên. Trong phong thủy, cây kim tiền còn được mệnh danh là cây kim phát tài. Thân cây vươn cao, lá xanh hướng lên trên, ý nghĩa như bàn tay hướng lộc trời cho, tượng trưng cho sự cầu tiến không ngừng vươn lên. Đặc biệt, cây kim tiền cũng mang ý nghĩa tốt đẹp về tiền bạc, tài lộc. Bạn có thể đặt cây kim tiền trên bàn làm việc, tại các không gian đón ánh sáng trong căn nhà để cây sinh trưởng và phát triển tốt. Hoặc gia chủ có thể chọn đặt cây kim tiền ở vị trí ngay trước cửa nhà, trên bậc thềm hoặc hành lang nếu muốn chiêu tài. Để giúp gia chủ gặp nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp, kinh doanh, thúc đẩy tài lộc thì đặt cây ở cung tài lộc. Để biết đâu là cung tài lộc, gia chủ có thể tham khảo các chuyên gia hoặc thầy phong thủy. Cây kim tiền có thân phỉnh to ở phía dưới giống như các bể chữ nước và nhỏ dần khi lên tới ngọn.
Cây tập hợp các nhánh lá vươn thẳng lên cao và hơi chếch về hai bên cho hình dáng cây rất cân đối. Lá của cây kim tiền dày màu xanh mướt, cuống ngắn, bên trong chứa nhiều nước. Chính bởi sở hữu lượng nước dồi dào nên cây có thể chịu được môi trường khô nóng. Khi trưởng thành, cây kim tiền sẽ cho ra những bông hoa màu vàng nhạt, cụ thể là thời điểm giữa mùa hè cho tới đầu mùa thu. Tuy nhiên, kích thước của hoa nhỏ nên dễ bị tán cây che mất. Hoa của cây sẽ có xu hướng chuyển sang màu nâu đất sau một thời gian xuất hiện. Tại Việt Nam, nhiều gia đình hay cá nhân đều lựa chọn vì đây là loại cây trồng thanh lọc không khí hiệu quả. Ngoài ra, theo phong thủy, hình dáng giống túi tiền của cây kim tiền tượng trưng cho tài lộc, còn màu xanh tươi của lá tượng trưng cho sức sống và phát triển. Cây kim tiền cũng được cho là có khả năng hút tài lộc từ bên ngoài vào nhà, mang lại cảm giác thư thái, bình yên cho gia chủ. Cây kim tiền được liên tưởng tới sự phú quý nên còn được gọi là cây phát tài. Khi đặt cây kim tiền trong nhà hay nơi làm việc, gia chủ sẽ có được sự giàu sang, tiền tài sung túc, thịnh vượng. Đến khi cây kim tiền nở hoa thì đó là dấu hiệu của sự may mắn, thành công. Vào ngày lễ Tết, nhiều người cột những sợi chỉ đỏ lên cây nhằm mang ý nghĩa cho sự phát tài, phát lộc, thịnh vượng, đồng thời tượng trưng cho một năm đầy thành công. Cây kim tiền rất hợp mệnh với người mệnh kim. Người mệnh kim trồng cây kim tiền sẽ mang lại tài lộc, sức khỏe tốt. Ngày nay, cây kim tiền thường được lựa chọn làm quà tặng vào những dịp như tân gia hoặc khai trương. Gia chủ có thể chọn đặt cây kim tiền ở vị trí ngay trước cửa nhà, trên bậc thềm hoặc hành lang nếu muốn chiêu tài. Để giúp gia chủ gặp nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp, kinh doanh, thúc đẩy tài lộc thì đặt cây ở cung tài lộc. Mọi người cần tham khảo chi tiết các chuyên gia phong thủy để biết được cung tài lộc của mình ở đâu. Tuy nhiên, các gia chủ cần chú ý rằng cây kim tiền có chứa một lượng nhỏ chất canxi oxalat có thể gây kích ứng các vùng da nhạy cảm. Nếu tiếp xúc trực tiếp hoặc ăn phải dịch của cây kim tiền, vùng da nhạy cảm của bạn sẽ dễ bị sưng tấy và đau rát. Do vậy, khi trồng cây kim tiền cần tránh tầm với của trẻ hoặc thú cưng. Thứ tư, cây lưỡi hổ. Đây là loại cây có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới, cây có thân dạng dệt, mọng nước, trên thân thường có hai màu xanh và màu vàng dọc từ gốc lên tới ngọn. Khi ra hoa, cây lưỡi hổ thường nở thành từng cụm. Theo các nghiên cứu, cây lưỡi hổ rất tốt trong việc thanh lọc không khí, loại bỏ độc tố trong khí thải và bụi bẩn. Ngoài ra, cây cung cấp lượng oxy lớn ra môi trường nên rất tốt cho sức khỏe. Bạn có thể trồng lưỡi hổ trong chậu hoặc làm các giá treo trang trí. Với hình dáng sắc nhọn như lưỡi kiếm, cây lưỡi hổ trong phong thủy có ý nghĩa tượng trưng cho khí phách của người quân tử, có chí hướng vươn lên trong cuộc sống. Ngoài ra, dáng vẻ uy nghi từ thân cho tới ngọn của cây còn là biểu tượng của sự uy quyền, danh gia vọng tộc, phú quý. Trong phong thủy, lưỡi hổ tượng trưng cho sức mạnh, quyền uy, may mắn. Lá của cây mọc thẳng đứng thể hiện cho sự quyết đoán, ý chí tiến lên của con người. Dáng vẻ uy nghi từ thân cho tới ngọn của lưỡi hổ là biểu tượng của sự uy quyền, danh gia vọng tộc, phú quý và may mắn. Loài cây này được trưng ở trong nhà với mong muốn công danh sự nghiệp của gia chủ phát triển bền vững. Người ta tin rằng những ai trồng lưỡi hổ sẽ được bát tiên tặng cho 8 món quà, được gọi là bát công đức thủy, là 8 phẩm hạnh tốt đẹp, bao gồm thịnh vượng, sắc đẹp, sống lâu, thông minh, sức khỏe, nghệ thuật, sức mạnh và thơ ca. Cho nên tại Trung Quốc, người ta đặt cây ở gần cửa ra vào để tỏ ý đón rước bát công vào nhà. Trong kinh doanh và cuộc sống thường ngày, lưỡi hổ là món quà thường xuyên nhằm gửi lời chúc tốt đẹp tới đối tác, bạn bè, mang lại may mắn, tài lộc và rũ bỏ những điều xấu hoặc những món quà biểu tượng cho sức mạnh cá nhân, rắn giỏi và không ngừng tiến lên. Chính vì thế, đây là một món quà tặng phát tài phát lộc cực kỳ tuyệt vời, rất thích hợp sử dụng trong những dịp đặc biệt như mừng tân gia, khai trương, năm mới. Bên cạnh đó, theo phong thủy, lưỡi hổ bên cạnh ý nghĩa may mắn, loài cây này còn có tác dụng trừ tà, xua đuổi ma quỷ, chống lại những điều xui xẻo trong cuộc sống. Theo các chuyên gia phong thủy, với đặc điểm nổi bật của cây là hai dải màu xanh lá cây và vàng dọc từ gốc cho tới ngọn, hai màu này tượng trưng cho mệnh mộc và mệnh thổ. Chính vì vậy, lưỡi hổ được hợp nhất với người mệnh mộc và thổ.
Trồng loại cây này trong nhà sẽ giúp cho hai mệnh này phát huy được vận thế tốt, sự nghiệp thành công, nhiều việc thuận lợi và hanh thông. Lưỡi hổ kỵ tuổi nào? Theo phong thủy thì lưỡi hổ không kỵ tuổi nào, vì thế bạn có thể yên tâm trồng trong nhà. Tuy nhiên, để giúp mang tới tài lộc và may mắn cho gia đình thì bạn có thể chọn các loại cây hợp với mệnh của mình. Mệnh thổ, mậu dần, kỷ mão, bính tuất, canh tí, tân mùi. Mệnh hỏa, đinh mão, ất tỵ, mậu tí, kỷ sửu. Mệnh kim, tân hợi, canh tuất, quý mão, nhâm dần. Mệnh thủy, nhâm thìn, giáp thân, ất hợi, quý tỵ. Mệnh mộc, kỷ hợi, mậu tuất, tân mão, nhâm tí. Ngoài ra, nếu có sở thích sưu tầm, trồng cây cảnh thì bạn vẫn có thể sử dụng loại cây này để bài trí và có thể hóa giải bằng các màu sắc của chậu cây cùng với đá giải bề mặt phù hợp với mệnh của mình là được. Thứ 5. Cây lan ý. Cây lan ý hay còn gọi là bạch môn, vĩ khóa trắng, cây thường mọc thành bụi. Đây là loại cây rất được trồng trong nhà bởi đặc tính lọc bẩn trong không khí rất tốt. Ngoài ra, nó còn hấp thụ năng lượng bức xạ nhân tạo phát ra từ tivi, điện thoại, lò vi sóng, máy tính, đài, đồng hồ điện tử. Vì thế, lan ý thường được nhiều người đặt ở bàn làm việc, quầy lễ tân, ban công, cửa sổ để đem lại những lợi ích cho căn nhà. Trong phong thủy, lan ý là loại cây có ý nghĩa điều hòa và hấp thu những nguồn năng lượng xung khắc trong nhà, giúp gia chủ có một không gian hài hòa và yên bình. Cây lan ý có thể sống tốt trong môi trường máy lạnh ở văn phòng, trong nhà kín dưới ánh sáng đèn quang. Tuy nhiên, để cây sinh trưởng và phát triển tốt, bạn nên thường xuyên xoay chậu cây ra phía có ánh sáng mặt trời. Đặt cây lan ý ở văn phòng cần cân nhắc thật kỹ càng bởi đặc điểm của loài cây này là có thể cải biến phong thủy một cách cực kỳ nhanh như cực thịnh ắt suy, vượng quá tất nhược, không thể lâu dài bền vững. Nếu muốn công danh sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, vững vàng chắc chắn thì không nên sử dụng loại cây này. Song nếu trong thời kỳ khó khăn có tiểu nhân quấy phá hoặc gặp xui rủi liên tiếp thì có thể sử dụng lan ý để dập tắt hung vận, đẩy lùi tiểu nhân, nâng cấp vận trình có lợi cho sự nghiệp. Loại cây này chỉ bày một thời gian ngắn, khi những điều xấu qua đi thì lập tức phải chuyển ra ngoài. Từ tính chất phong thủy của cây lan ý có thể đoán định rằng sự thay đổi quá nhanh chóng và rõ rệt của loại cây này hoàn toàn là không có lợi đối với vận trình tình duyên, đại diện cho sự bấp bênh và thay lòng đổi dạ, tình cảm không chuyên nhất, không lâu dài, bền vững. Trong sự nghiệp, lan ý có thể ít nhiều hỗ trợ tùy từng trường hợp hoàn cảnh nên bày ở văn phòng không quá đáng ngại, còn tuyệt đối không bày lan ý ở phòng ngủ, nhất là phòng ngủ của vợ chồng hoặc người độc thân. Sức khỏe là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng mà bất cứ ai cũng đặc biệt lưu tâm. Có sức khỏe là có tất cả, phương diện này ảnh hưởng tới tất cả phương diện khác như công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia vận. Lan ý là loại cây phong thủy cát tường có tác động tích cực đối với sức khỏe của chủ nhân. Đặc biệt ở góc phía nam của văn phòng hoặc nhà ở mà bày cây này thì bệnh tật bị tiễu trừ, thân thể ngày càng tốt, ý thức bảo vệ thân thể cũng không ngừng tăng cao. Nhà có người lớn tuổi, người đau ốm yếu ớt thì bày lan ý ở phòng khách hoặc ở sân trước giúp vượng khí, cải thiện đáng kể tình hình sức khỏe. Từ những thông tin trên, có thể thấy rõ tác dụng phong thủy của cây lan ý. Loại cây này không tốt toàn diện, nhưng ngoại trừ phương diện tình cảm là hoàn toàn bất lợi. Còn đối với các phương diện khác như sự nghiệp, sức khỏe thì có ảnh hưởng khá tích cực nếu dùng đúng cách. Bởi vậy, khi sử dụng cây phong thủy nói chung và cây lan ý nói riêng đều phải có sự tìm hiểu kỹ càng, căn cứ vào tính chất của nó để xác định chuẩn xác vị trí cũng như hoàn cảnh nên dùng. Hy vọng rằng những thông tin ở trên sẽ giúp bạn đọc có thêm hiểu biết, áp dụng phong thủy một cách phù hợp và có lợi nhất, giúp ích bản thân cũng như toàn gia. Thưa quý vị, mỗi loại cây cảnh phong thủy trong nhà sẽ có công dụng và cách bài trí khác nhau nhằm mang tới những giá trị tinh thần của mỗi gia chủ. Để cầu gì được nấy, bạn cần hết sức lưu ý tới vị trí đặt cây cảnh chuẩn phong thủy. Như các bạn đã biết, có một số loại cây cảnh đặt trong phòng khách có thể giúp gia đình làm ăn phát tài, đạt được thành công và may mắn hơn. Bên cạnh đó, nếu đặt chậu cây ăn quả nhỏ trong khuôn viên phòng khách cũng có thể làm gia tăng tình cảm vợ chồng, các thành viên trong gia đình hòa thuận, yêu thương nhau hơn.
Tuy nhiên, những loại cây ăn quả này cần được chăm sóc tỉ mỉ. Phòng khách là nơi tiếp đón bạn bè, khách khứa, là nơi gia đình đoàn tụ sinh hoạt. Tôn chỉ của việc làm xanh phòng khách là đơn giản, mỹ quan, hào phóng và làm nổi bật sự nhiệt tình, mến khách của gia chủ. Do vậy, muốn kết hợp được với đồ đạc trong nhà, bạn cần phải lựa chọn những loại cây có giá trị thẩm mỹ, dáng đẹp, màu sắc tươi sáng, mang tính nghệ thuật. Những loại cây thích hợp để trồng trong phòng khách là cọ, lan quân tử, lan một lá, thường xuân, lan ý. Trang trí phòng khách có thể đặt trên bàn trà một chậu bát tiên để biểu đạt sự hiếu khách của gia chủ, hoặc cũng có thể để một chậu lan quân tử để biểu thị tính cách, quan niệm giao tiếp của gia chủ. Ở hai bên ghế sofa có thể đặt cây lá to, gốc to như cây phát tài, góp phần cho không gian thêm sinh động. Trong phòng khách thường bày rất nhiều đồ nội thất và các đồ đạc khác, vì vậy có thể đặt bình hoa hoặc hòn non bộ lên trên tủ để có thể làm tăng tính nghệ thuật trong việc trang trí. Ở góc tường có thể đặt những giá hoa cao chân, bày ở đó những cây dạng thân bò như dây thường xuân, dây bạch đằng, trúc lưng rùa. Như vậy sẽ khiến cho phòng khách có sức sống thiên nhiên quanh năm. Những phòng khách có cửa chính hướng nam, nam thuộc hỏa nên trồng những cây thuộc ngũ hỏa như cây long huyết, thiết hồng, thiết đuôi ngựa. Như vậy sẽ làm tăng năng lượng hỏa trong nhà, sẽ tốt cho tim dạ dày của gia chủ. Ngoài ra còn có tác dụng điều chỉnh tính cách nhút nhát hay buồn phiền, thiếu dũng cảm, thiếu tự tin của những người sống trong đó. Những phòng có cửa hướng bắc, bắc thuộc thủy nên để những cây thuộc kim và thủy như lan tiểu bình, dừa Hawaii, như thế sẽ giúp tăng cường chức năng của thận, phổi. Phòng khách cửa hướng đông có thể trồng những cây thuộc mộc như trúc phú quý, cây phát tài, cây thuộc thủy như là cọ kim sơn cũng sẽ tốt cho thận và gan. Khi bài trí cây cảnh trong phòng khách còn phải chú ý tới không gian rộng hẹp. Nếu phòng khách có không gian lớn, ngoài việc có thể chọn không gian phù hợp để bố trí vườn hoa, nổi bật các loại cây chủ đạo, thể hiện cá tính của chủ nhà, thì có thể dùng giỏ treo hoa. Ở những phòng khách nhỏ, không nên bài trí quá nhiều chậu hoa to, nếu bài trí như vậy sẽ khiến cho không gian bị chật đi rất nhiều. Nếu đạt được sự hợp lý trong bài trí phòng khách, không những nhiều cách thức, nhiều màu sắc khiến cho con người có cảm giác về sự trang nhã, hơn nữa lại có phong thủy tốt mang đến cho chủ nhân những điều may mắn bất ngờ. Bên cạnh đó, chọn vị trí đặt cây cảnh phong thủy trong nhà, cửa hoặc lối vào cũng là sự lựa chọn hợp lý. Cửa hoặc lối vào của nhà ở là nơi biểu tượng cho tiềm năng phát triển trong tương lai của mỗi thành viên trong gia đình. Vì vậy, lối vào có một mối quan hệ chặt chẽ với sự nghiệp, tiền bạc và sự giàu có của mỗi thành viên gia đình. Nếu bạn đặt chậu cây cảnh xanh tốt tại lối vào, nó sẽ giúp thu hút nguồn thu nhập cho các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý tới nước thường xuyên cho cây để tránh cây chết héo do thiếu nước. Cây chết héo sẽ làm phản tác dụng, đem lại điều không mong muốn, không có lợi cho sự tích lũy của cải. Nên tưới nước cây trồng ít nhất một lần một tuần để phát triển sự thịnh vượng trong ngôi nhà. Bài trí cây cảnh, nhất là cây tài lộc mà sai cách, thiếu hiểu biết sẽ gây phản tác dụng. Ngoài ra, nếu bạn là nam hoặc nữ còn độc thân và đang mong muốn tìm được tình yêu, tìm được một nửa của mình, có thể đặt một chậu hoa trong phòng ngủ để tăng cường xúc cảm của bản thân. Bởi hoa tươi là loại cây cảnh mang vẻ đẹp đầy sức sống, có thể cung cấp cho bạn một tâm trạng thoải mái, cảm xúc yêu đương, từ đó sẽ tăng lên. Đối với từng con giáp, có những vị trí đào hoa khác nhau trong nhà nên đặt cây cảnh để tăng cường vận may tình yêu. Người tuổi Tý, Thìn, Thân, vị trí đào hoa là phía Tây. Người tuổi Sửu, Tỵ, Dậu, vị trí đào hoa là phía Nam. Người tuổi Dần, Ngọ, Tuất, vị trí đào hoa là phía Đông. Người tuổi Mùi, Hợi, vị trí đào hoa là phía Bắc. Khi chọn cây cảnh phong thủy trong nhà, không nên chọn các loại cây có gai như xương rồng, cây lô hội, cây thông, các loại cây dây leo. Nếu bạn đặt những loại thực vật như vậy trong phòng khách, phòng ngủ, chúng sẽ làm ảnh hưởng tới cảm xúc. Chẳng hạn như các cặp vợ chồng sẽ dễ dàng cãi nhau, cha mẹ và con cái dễ bị tạo khoảng cách. Vì vậy, nên tránh đặt chúng trong nhà. Tuy nhiên, những loại thực vật này có thể xua đuổi tà khí nên có thể đặt chúng ở ban công để xua đuổi những linh hồn tà ác của nhà đối diện, tránh nó xâm nhập vào nhà mình. Cây xanh, hoa
hoa cảnh quanh nhà không chỉ là khoảng không gian đối lưu đón nắng gió mà còn góp phần làm duyên dáng thêm cho ngôi nhà. Ngoài ra, chúng cũng sẽ có những ảnh hưởng nhất định tới sức khỏe, tài vận và sự nghiệp của gia chủ. Vậy nên dưới đây là những điều kiêng kỵ trong phong thủy cây cảnh. Những cây trồng trong vườn nên chọn loại cây có thân thẳng đều, vươn cao như chuối, tre, trúc, cau, dừa sẽ mang lại nhiều may mắn và thuận lợi trong công việc của các thành viên trong gia đình. Nếu cành lá của cây cối xung quanh sinh trưởng hướng về các phòng trong nhà đều có lợi, nếu ngược lại là bất lợi. Xét về mặt phong thủy ngũ hành, hướng Tây Bắc là hướng cản, cây cối là mộc tinh. Vì thế những nhà ở hướng Tây Bắc nên trồng cây to sẽ bảo vệ được chủ nhân của nhà đó. Bạn có thể trồng xung quanh sân vườn một dãy tre trúc để mang lại những điều tốt lành cho người trong nhà. Tre trúc cũng là các loại cây dễ sống, cành lá tươi tốt bốn mùa nên có chức năng cải thiện môi trường và điều tiết phong thủy nhà ở rất tốt. Cây cối trong vườn luôn xanh tốt là biểu hiện cho đất đai màu mỡ, môi trường trong lành. Nếu cây cối sinh trưởng thưa thớt là biểu hiện của một môi trường không tốt, đó cũng là cách giúp bạn nhận biết để cải thiện môi trường, tránh những ảnh hưởng bất lợi đối với sức khỏe. Có một số cửa hàng và nhà ở vì không có diện tích xây dựng nên đành để cây to xuyên qua nhà hay ở bên mái. Theo phong thủy, cây cảnh đó là đại hung. Trước cổng nhà hay bên cạnh, nếu có cây dây leo thì phải nhổ sạch, nếu không sẽ gặp chuyện thị phi hay cãi nhau, thậm chí có thể gặp tai vạ. Theo phong thủy, phía đông và phía nam của ngôi nhà không nên có loại cây lớn bóng râm, vì ở thế này ánh nắng mặt trời bị che khuất, âm khí nhiều, ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe. Cây to bên ngoài nhà kỵ có tổ kiến, điều này ảnh hưởng tới sự nghiệp, có kẻ xấu luôn rình rập. Gần nhà kỵ có nhiều cây ăn quả, nếu không thì địa khí của cây bị thu hút hết, điều này không có lợi cho vận của gia chủ. Ngoài ra, theo quan điểm dân gian, nhà ở tránh phạm phải những điều dưới đây. Độc thụ, một cây chặn cửa, mẹ quá con côi. Cửa đối diện với giữa rừng cây, họa to bệnh nặng. Hai cây sóng đôi trước cửa, xúc vật ốm yếu. Cây một trơ trụi, mẹ chồng con dâu bất hòa. Cây to cổ quái bất lợi cho công danh, rễ cây xưng phồng đuôi điếc hôn mê. Cây to góc tường lắm chuyện kinh hoàng, bên trái có cây, bên phải không cây, lành ít giữ nhiều. Cành cây bị dây leo quấn chặt, thắt cổ đắm đỏ. Cây khô nóc nhà, đàn bà quá bụa. Cây to áp sát cửa, hiếm muộn con cái. Cây ăn quả chỉ tươi tốt nửa bên trái, ốm đủ thứ bệnh. Cây ló ra phía ngoài, ắt bị tội đổ. Ngọn cây nhúng nước, có người chết đuối. Hai cây kèm hai bên nhà, chết người thân thuộc. Cây như trâu nằm, rầm xương lắm bệnh. Cây tiêu thường xuyên ở trước cửa, góa phụ lênh đênh cơ khổ. Trước cửa ra vào hoặc cửa sổ, không nên để các cây khô héo hoặc cây to che lấp cửa. Với vườn trước nhà, đặc biệt là vị trí trước cửa nhà hay cửa sổ, không nên trồng những cây có hình dáng không đẹp, cây có nhiều gai. Không nên trồng nhiều loại cây lá rộng, rậm rạp trước cửa nhà, làm mất cân bằng âm dương cho sân vườn. Theo quan niệm phong thủy, khi trồng cây, nên trồng hướng cát, tránh hung. Bạn nên trồng những loại cây mang vận cát và chú ý hướng trồng cây. Ví dụ, đào thì nên trồng trước nhà, liễu nên trồng bên cạnh ao, bể nước, trồng các loại cây hoa trước hiên nhà, trước cau, sau chuối. Bên cạnh đó, nên tránh trồng những loại cây như hoa sứ, hoa đại. Những loại cây này chỉ thích hợp trồng nơi chùa chiền, miếu mạo. Nếu nhà ở hướng Tây hoặc Tây Bắc, nên chọn những loại cây chịu nắng tốt, đó là những cây mang khí dương như hoa mai, hoa đào, thiên thanh, đinh lăng. Nếu nhà hướng Bắc hoặc Đông Bắc, cây trồng nên có lá màu sáng để phản xạ thêm ánh sáng, hoặc lá dày thân chắc để ngăn gió lạnh như cau, dừa, bàng, mật cật. Hơn nữa, một trong những cách đơn giản nhất giúp tăng sinh khí cho nhà ở chính là trồng cây xanh. Nếu cây cỏ tươi tốt, đồng nghĩa với việc sinh khí trong nhà dồi dào, do đó lựa chọn và trồng cây xanh sẽ mang lại may mắn cho gia chủ. Theo quan niệm của phong thủy nhà ở, có thể dùng cây xanh mộc pháp, mặt nước, thủy pháp để giúp dương trạch được hài hòa. Cây cối ngoài tác dụng ngăn che gió lạnh, tạo bóng râm, còn có tác dụng lọc bụi, giữ hơi nước, đón gió lành từ hướng nam và đông nam vào nhà.
Từ xa xưa, ông cha ta đã đúc kết lại kinh nghiệm trước cau sau chuối. Đây là cách trồng cây hợp khí hậu và phương vị, trong đó mối quan hệ giữa ngôi nhà với vườn trước, vườn sau, vườn bên ao cá khá chặt chẽ và hài hòa. Tuy nhiên, việc trồng cây phải tuân theo các quy luật về thực vật và phong thủy. Dù có đất rộng thì cũng không thể trồng cây tùy tiện lan tràn được. Khi chọn mua nhà đất, bạn cần quan sát hướng của cây xanh so với nhà mình. Nếu mặt trước của nhà nhìn ra hướng nhiều ánh sáng và gió, thì nên trồng ít cây để tăng tính dương, trồng các loại cây cảnh thấp, trồng chậu để dễ di chuyển. Nếu nhà bạn ở hướng Tây và Tây Bắc, thì nên chọn cây chịu nắng và làm thêm giàn leo để chắn nắng gắt. Nếu nhà bạn ở hướng Bắc hoặc Đông Bắc, thì nên trồng cây có lá màu sáng để phản xạ thêm ánh sáng hoặc lá dày thân chắc để ngăn gió lạnh. Theo phong thủy đời sống, cây là dương, cây đón ánh sáng và hút nước từ đất là âm. Chỉ cần nhìn cây, biết cây phát triển tốt là có thể nhìn ra được mạch đất tốt xấu. Những loại cây trồng kề cận mặt nước thường là cây thấp hoặc cây thân cao ít rụng lá như cau rửa nước. Trong trường hợp nhà bạn có nhiều nét thẳng, vuông thì nên bố trí cây xanh mặt nước theo bố cục mềm mại. Màu sắc của cây xanh cũng nên hài hòa với màu sắc của ngôi nhà. Nhiều khi những yếu tố xung hại cho ngôi nhà rất khó nhận biết và đa dạng. Với chương trình, xin kính chúc quý vị thành công và vui vẻ trên hành trình cuộc đời mình. Chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã luôn đồng hành và theo dõi. Quý vị hãy tiếp tục đăng ký kênh Lắng Đọng Tinh Hoa để ủng hộ thêm cho ban biên tập chương trình và được lắng nghe thêm nhiều lời dạy bổ ích cũng như triết lý cuộc sống nhé. Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.